sở hữu combo loa nhập khẩu trị giá chưa đến 70 triệu thì giá trị mà các bác nhận lại có tương xứng hay không? Thì ngày hôm nay trong cái video này em sẽ bóc trần sự thật, mở tung loa, khám phá nội thất. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Vâng, và trên màn ảnh của các bác đó chính là combo âm thanh sự kiện, mã hiệu là SK818A, nhập khẩu chính hãng đến từ thương hiệu Sở Ta Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thực tế, khách quan và tỉ mỉ nhất để cùng đánh giá với nhau chất lượng cái combo sự kiện này, xem nó có đúng giá trị thực cũng như là tương xứng với mức giá là gần 70 triệu không các bác nhé. Xin mời. Vâng, và chúng ta cùng đến với những cơ bản trước của một con loa các bác nhé. Đầu tiên là với Lai Array, mã hiệu của nó là T101N. Và chúng ta sẽ đi trực tiếp từ ngoài vào trong, có nghĩa là từ cái ngoại thất bên ngoài cũng như là cái nội thất linh kiện ở bên trong các bác nhé. Đầu tiên là về ngoại thất, mặt lưới hay còn gọi là e-căng các bác nhé. Thì đây, mặt lưới e-căng của chúng ta được làm bằng thép cao cấp, cùng với đó là được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Đấy, giúp cho cái mặt lưới này sẽ không bị xước này. Đấy, cũng không là bị hoen rỉ này, bị han ố các bác nhá. Nó rất là đẹp. Và được nâng cấp cải tiến thêm, đó chính là về cái mặt lưới ở bên ngoài được sử dụng một cái lớp nỉ rất là dày và không có bông xù các bác nhá. Cái mặt lưới này thì vừa tạo cho chúng ta cái tính thẩm mỹ rất là cao. Đấy, cùng với đó là có thể bảo vệ được loa nó tốt hơn từ những hạt bụi, hạt cát cũng không thể nào mà luồn lách vào trong được các bác nhá. Đấy, và bên trên như thường lệ, logo thương hiệu Ta Sao, sắc nét xịn sò. Vâng, và tiếp theo thì mời các bác đến với cái thùng loa. Đấy, thùng loa thì được sử dụng là gỗ ván ép cao cấp. Đấy, rất là chắc chắn, dày dặn và xịn sò các bác nhá. Cùng với đó thì là được sơn một cái lớp sơn nhựa cao cấp ở bên ngoài. Đấy, vừa giúp là cái tính thẩm mỹ cực kỳ đẹp, cực kỳ sáng bóng và đen mịn này các bác. Đấy, và nó có thể chống nước, chống trầy xước và đập các bác nhá. Vâng, và chi tiết hơn về cái thùng loa các bác nhá, thì nó được thiết kế này rất là hầm hố và chắc các bạn. Cái độ dày của cái thành vách này, đấy, nó vừa giúp cái độ hoàn thiện của con loa nó chắc, nó khỏe loa. Cùng với đó là nó sẽ cho ra được cái chất âm cũng như là định hướng về cái âm thanh cho loa. Thì chắc chắn các bác. Vâng, và đây là cái mặt sau của loa các bác nhá. Nó vẫn được in một cái thông số kỹ thuật mỗi con loa các bác nhá. Và cái thông số này em sẽ chia sẻ chi tiết khi chúng ta khám phá vào nội thất, cái đầu driver của loa các bác nhé. Vâng, và đối với một cái dòng loa nhập khẩu thì về cái chất lượng, từ cái nhỏ nhất như là cái linh kiện này, những con ốc này đấy, hay là những cái chốt chặn này các bác, cùng với đó là những cái dây loa, thì nó cũng phải được hoàn thiện chỉn chu nhất các bác nhé. Đây các bác nhìn dây loa này, nó rất là chắc chắn, dày dặn luôn. Đấy, chất liệu là thép cao cấp các bác ạ, rất là chắc chắn luôn. Cùng với đó là nó được thiết kế rất là khoa học. Đấy, bởi những cái góc độ này để chúng ta có thể bẻ cái góc của loa phù hợp với này, nhu cầu không gian để các bác có thể set up lên nó phù hợp nhất các bác nhá. Đấy, nó cái độ ứng dụng của nó rất là cao. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến nội thất của loa. Cái vấn đề quan trọng nhất ở trong mỗi con loa để tạo nên một cái sound tiếng nó đẹp nhất thì chúng ta phải đánh giá cái chất lượng cao ở trong cái driver của nó các bác nhá. Và bên trong nội thất của loa sẽ bao gồm hai driver. Một là driver bass, hai là driver chép. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ đến cái driver chép cũng như là cái họng kèn các bác nhá. Đây là con chép 450 và côn của nó là 44. Vâng, và em cũng xin được bật mí với các bác luôn là tại sao nhà hãng lại sử dụng chép 450 thay vì chép 750. Đấy, bởi vì họ đã có cái tính toán và nghiên cứu hết rồi các bác ạ. Đây là cái mẫu loa để phục vụ cho sự kiện vừa và nhỏ. Chính vì thế, cái con chép này nó cũng sẽ đáp ứng được cái không gian phù hợp cho sự kiện vừa và nhỏ.
để các bác có thể nghe cái chất âm nó không bị chói. Đấy, nó không bị quá gắt. Đấy là cái lý do hướng đến cái sự phù hợp và hướng đến cái sự chỉn chu nhất để đáp ứng cho các bác. Đây các bác nhá, từ những cái con ốc vít này nó cũng rất là chắc chắn và xịn sò các bác ạ. Đây, lối dẫn sóng các bác nhá, của cái họng kèn. Lối dẫn sóng thì cực kỳ là dày và chắc luôn các bác ạ. Nhựa cứng cao cấp, rất là chắc tay và đầm các bác. Và tiếp theo chúng ta đến với cái họng kèn. Thì đây các bác có thể thấy này, cái họng kèn này nó khác với lại một vài cái họng kèn từ trước đây mà nhà sản xuất đưa ra. Bởi vì sao? Cái góc phủ âm của nó từ cái họng kèn này nó sẽ rộng hơn. Đấy là cái lý do mà các bác thấy này, cái miệng họng kèn này nó khá là rộng và sâu các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với driver bass. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào cái màng loa các bác nhá. Màng loa thì là vải tẩm dầu cao cấp các bác nhá. Đấy, rất là xịn sò và kín bưng luôn các bác. Rất là kín luôn. Chắc chắn đến cả nón loa luôn. Và đến cái gân loa các bác nhá, nó cũng khá là chắc chắn luôn các bạn. Và tiếp theo chúng ta đến với lại cái nhìn nhện loa nha các bác. Đây, các bác có thể chắc là từ xa các bác nhìn thấy, nhưng mà đây trực quan của em này, cái con nhìn nhện này này, nó rất là hoàn thiện, nó không có ba vía, nó không có những cái điểm thừa các bác nhá. Đấy, thì là em đánh giá là cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Đấy, cùng với đó là những cái khung này các bác này, khung này nhỏ ngắn đấy thôi nhưng mà rất là dày các bạn, khung rất là chắc chắn luôn. Đấy, tổng quan là đẹp. Vâng, cũng chia sẻ với các bác luôn nhé, đây là bass 25, côn là 76 các bác nhá. Đấy, và cái công suất chung của con loa này đó chính là 400W các bạn, loa 8 ohm. Đấy, độ nhạy là 105 decibel. Vâng, và tiếp theo thì mời các bác cùng đi sâu vào cái bên trong. Nó sẽ có một cái mạch phân tần nhé các bác, mạch lọc đấy các bác ạ. Đây, các bác có thể thấy được cái cuộn cảm này, hai lớp này, rất là kinh khủng luôn, rất là to. Vâng, và đây là quan trở các bác nhé. Đấy. Vâng, và nhìn chung về cái bộ phân tần này của nó thì em thấy đánh giá là nó cũng khá là uy tín đấy các bác ạ, khá là xịn sò. Vâng, và vừa rồi thì các bác cũng được khám phá cùng với em về cái mẫu loa T101N Live Array Bass 25 các bác nhé. Đấy, thì các bác cũng có thể tự đánh giá được về cái chất lượng của cái dòng loa nhập khẩu này bên Khang Phú Đạt rồi các bác ạ. Cùng với đó thì em cũng có những cái video để test chất âm. Và nếu như các bác muốn nghe thực tế, cũng muốn được trải nghiệm, muốn được sờ lên cái loa này, thì hãy đến trực tiếp đến showroom Khang Phú Đạt. Anh em sẽ hỗ trợ để các bác có được test nghe thử chất âm luôn các bác nhé. Đấy, và cái trọng lượng của con loa này thì là nó sẽ rơi vào tầm 14,2kg. Đấy, 14,2kg thì em nghĩ là nó khá là gọn nhẹ và tối ưu cho các bác rồi. Đấy, nó sẽ nặng về cái kết cấu của thùng loa. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với con súp các bác nhá. Đây, về con súp thì từ cái thành vách của con súp này, đấy, cũng như là cái mặt lưới e căng cũng được làm từ hai lớp, một lớp thép chống gỉ bên trong, cùng với đó là bên ngoài là cái màng lưới. Đấy, rất là xịn sò và chắc chắn. Nó cho các bác thấy được một cái tổng quan đồng bộ rất là đẹp, rất là sắc nét luôn. Vâng, và đến với cái đằng sau của loa các bác nhá. Đấy, thì em cũng nhân tiện đây em sẽ chia sẻ luôn với các bác là đây là một con súp đơn Bass 50. Đấy. Và nó tích hợp công suất cũng như là tích hợp DSP luôn các bác ạ. Là có nghĩa là sao? Các bác không sử dụng đến cúc đẩy, không cần đến crossover và vẫn có thể vận hành dàn. Đấy, quay nào ra quay đó, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ các bác nhá. Đấy. Nó tích hợp hai mạch công suất. Đấy, một mạch công suất là 1200W. Cái mạch công suất này đấy, thì sẽ nuôi cái con súp của chúng ta là Bass 50, công suất là 600W, còn côn là côn 100 các bạn. Và cái mạch công suất thứ hai là 800W thì sẽ nuôi một cặp Live Array của chúng ta ở bên trên các bác nhá. Đấy, và nó được tích hợp trang bị DSP. Có nghĩa là sao? Là bên trong của nó đã có một cái bộ chia quay. Nó có bộ chia quay. Và cái giải tần số của nó đáp ứng đó chính là 37Hz đến 350Hz. Một cái giải tần số mà nó khá là đẹp cho một cái con súp. Và nó sẽ có thể phục vụ được cho các bác về yếu tố ca nhạc này. Đấy, cũng như là có thể chơi được nhạc mạnh, chơi được DJ các bác nhé. Và đây,
chia sẻ thêm với các bác, thì để tinh chỉnh vào bên trong của con súp này thì chúng ta sẽ có những cái preset này. Đấy. Có 4 preset. Thì 4 preset này sẽ cho các bác những cái chương trình để các bác cài đặt sẵn vào đây. Chẳng hạn là với một cái preset 1 thì anh em sẽ setup cho các bác là dòng ca nhạc, dòng bolero, dòng nhạc nhẹ chẳng hạn. Còn với cái preset 2 thì chúng ta sẽ thiên về con súp hơn. Đấy, chúng ta sẽ đánh về cái phần lực nhiều hơn, chơi những cái dòng nhạc mạnh này, chơi những bài nhạc remix sôi động. Đấy, và preset 3, preset 4 để các bác có thể làm được những cái dòng nhạc khác nhau, cũng như là setup cho mình để phù hợp với những cái không gian khác nhau, từ trong hội trường cho đến ra bên ngoài. Đấy, đáp ứng cho các bác từ 300 đến 400 khách các bác nhé. Còn đây là công suất của nó này. Đấy. Và đây là tín hiệu đưa vào các bác nhé. Đây. Và ở dưới cùng là nó sẽ có nút nguồn đấy các bác. Cùng với đó là kết hợp với lại hai cái jack speak công. Một cái jack speak công là dây nguồn. Đấy, nguồn dây nguồn riêng cho nó nha các bác. Đấy là 240V này các bác. Đấy, và đây là cái jack speak công để chúng ta lấy công suất nuôi lên con loa full các bác nhá. Vâng, và nhà sản xuất rất là tâm lý khi mà dành cho chúng ta một cái phương án để các bác có thể cắm cặp loa lên các bác nhé. Đấy, với những cái không gian mà đòi hỏi cái độ phủ âm nó cao hơn. Đấy, và muốn là phủ đến một cái điểm nó xa hơn, thì đây các bác sẽ sử dụng cặp loa để đưa hai cặp line array này lên cao một chút, thì chúng ta sẽ có được cái góc phủ âm nó rộng hơn để đáp ứng được nhiều cái số lượng khách hơn các bác nhé. Vâng, và có một cái điểm nữa mà em muốn khen đến nhà sản xuất. Đấy, đó chính là về cái thiết kế tủ cát xê dành riêng cho hệ thống loa này các bác nhé. Nó sẽ có một cái tủ cát xê. Đấy, và được thiết kế bánh xe để các bác di chuyển để setup lắp đặt rất là dễ dàng, đẩy qua đẩy lại, cũng như là có thể là chống được trời mưa trời nắng các bác nhé. Khi mà các bác vận hành ngoài trời mà không gây gặp phải mưa, đấy, thì các bác chỉ việc tháo cái thanh dây loa và úp loa xuống gặp lại, chúng ta đóng tủ cát xê là xong. Đấy, còn khi mà các bác vận hành thì sẽ mở tủ cát xê ra và đẩy loa phun lên bên trên bề mặt của con súp là các bác đã có thể vận hành rất dễ dàng rồi. Đây là một cái điểm cộng mà em dành riêng cho nhà sản xuất, em nghĩ rất là tuyệt vời các bạn. Vâng các bác, và trên đây là những cái đánh giá, những cái chia sẻ trực quan nhất của em về mẫu loa mới combo âm thanh sự kiện SK818A nhập khẩu chính hãng thương hiệu Star Sao của Comfort Đạt Audio phân phối các bác nhá. Vâng, và với mức giá là 70 triệu để các bác được sở hữu cái cấu hình loa như thế này, thì em tin chắc rằng không có một đơn vị nào có thể cung cấp được cho các bác, và các bác nhận được những cái giá trị nó thực tế nhất. Đấy, được chơi dòng loa nhập khẩu. Đấy, chất lượng và độ hoàn thiện tốt, giao tiếng rất là hay. Đấy, cùng với đó là các chế độ bảo hành về ra sự kiện là 24 tháng, cũng như là bảo trì định kỳ cho các bác 6 tháng một lần. Và em tin chắc rằng cái chế độ này thì sẽ đồng hành được với các bác rất là dài, rất là xa hơn nữa trong cái ngày sự kiện các bác nhé. Và trên đây là những cái chia sẻ của em về cái cấu hình ngày hôm nay. Đấy, các bác nào yêu thích cấu hình này cũng như là có những cái đánh giá góp ý thì hãy comment ở phía dưới. Và nếu các bác muốn được trải nghiệm trực tiếp cái chất âm, cái sao tiếng của cấu hình này, thì hãy tìm đến cái phần mô tả, em sẽ gắn những cái link, những cái video em đã test loa ở trên đấy rồi. Còn bây giờ thì xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.